Mọi người chú ý nhá, muốn mọi điều ước tâm linh của mình trở thành hiện thực thì hãy vào thả cá trong hồ Hàng Cang, vừa sạch vừa sâu, không sợ ai câu mất cá. Chiếc màn ảnh nhỏ của mọi người là khu suối tại tổ dân phố 7 thị trấn Mường Ảng, giáp danh với thị trấn Mường Ảng và xã Hàng Cang, mà lại rất là lông, thậm chí thả cá một cái là có người đang chờ dưới gầm cầu để vớt luôn. Bởi vậy Mạnh Nhất làm video này cũng mong muốn bắt đầu từ năm nay trở đi, mọi người hãy thực hiện theo một thói quen, cúng ông công ông táo xong thì lên mang cá vào trong hồ thả, vừa an toàn vừa sạch sẽ, và mọi tâm nguyện của chúng ta sẽ được ước thấy cầu được. Hãy nghe rõ câu nói và truyền thông của Mạnh Nhất, muốn mọi điều ước tâm linh của mình trở thành hiện thực thì hãy vào thả cá trong hồ Ảng Cang, vừa sạch vừa sâu, không sợ ai câu mất cá. Hôm nay con đại diện cho ba gia đình. Gia đình thứ nhất là gia đình bố mẹ con này. Gia đình thứ hai là gia đình con. Và gia đình thứ ba là gia đình em Thời. Cửa hàng hiệu thuốc Hoàng Linh. Đều trú quán tại ngã tư tổ dân phố 7 thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Mang cá vàng vào tận hồ Ảng Cang. Hồ rộng mênh mông, bát ngát. Để cho các táo quân lên trời tâu với Ngọc Hoàng. Những tâm nguyện mà ba gia đình con cùng toàn thể loài người ở dưới trần gian đang mong muốn. Cái thứ nhất là phù hộ độ trì cho mọi người trong gia đình mạnh khỏe, an vui và bình an, thành đạt. Thứ hai nữa là xin Ngọc Hoàng Thượng Đế hãy ban cho một loài thuốc tiêu diệt Covid-19 để cho loài người chúng con bớt khổ và không bị lây nhiễm ra cộng đồng. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, và cụ thể như hôm nay trên đường con đi từ tổ dân phố 7 là chợ trung tâm vào đến đây có 7 cây số, nhưng mà đi qua rất nhiều con suối thì thấy những tình trạng thả cá ở trên, ở dưới, rất nhiều người đang quăng lưới bắt. Và như thế thì mọi những điều ước tâm linh của ba gia đình con và toàn thể mọi người sẽ không toại nguyện, nên là con mang vào tận đây, mặc dù xa đến 7 cây số. Nhưng con làm video này cũng đồng thời là để truyền thông đến tất cả những người dân ở khu vực Mường Ảng. Hãy bớt chút thời gian của mình, nếu đã dành tâm nguyện cho các ông công, ông táo về trời báo cáo cũng như là xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho phước lành, thì hãy vào tận hồ Ảng Cang để thả cá. Cho các ông công, ông táo có công cụ đi lại thuận buồm xuôi gió, tránh tình trạng thả cá ở các con suối vừa bẩn vừa ô nhiễm và lại bị bắt ngay, thì mọi nguyện vọng của con người chúng ta sẽ không được đúng theo như mong muốn. Đấy. Sau khi Mạnh Nhất thả cá xong thì đến bây giờ là các chú cá vàng đã không còn ngay ở cạnh bờ, không còn nữa rồi nhá mọi người nhá. Mong những cái điều ước của con người dưới trần gian cũng như ba gia đình mà Mạnh Nhất đại diện thả cá đều được toại nguyện và đều được các ông công ông táo lên trời báo với Ngọc Hoàng chi tiết để giúp đỡ mọi người trong năm 2022 và nhiều năm tiếp theo.